Chính cơm thủ trong sinh về tần thủ tập sổ liên phong bồ này phòng một tà nhé. Lỡ Tân Quận đỡ một tiếng của ta đi. Tiếng con người quá chậm. Thế thì con tiếng này thì sao? Lỡ Tân Quận đã bị bắn chết rồi. Chúng ta thua rồi. Thành công rồi. Gì đã? Kia là tiền gì? Tiền nhi của ta. Ta phải giết sạch các người. Lỡ Vòng Tiên tiến vào trạng thái quỷ thần, thực lực tăng lên một bước, một người chơi ứng phó cẩn thận. Cảm giác áp bức mạnh quá. Để ta tới giúp người. Không được xúc động. Ăn một mẫu của ta. Đùa cái gì vậy? Tại sao lại mánh như vậy? Làm sao lại thế này? Chết rồi, những lính tứ vòng kia bị quỷ thần chi khí của Lữ Phụng Tiên ăn một, tất cả đều sống lại hết rồi. Cận bạ. Ăn một tiếng của ta. Chết rồi, chưa bắn trúng. Là ngươi đã hủy đi hoại bài vị của Huyền Nhi. Càng giờ ấp bức mạnh quá, có thể hoàn toàn không thể nào cử động được. Lữ Tân Quận, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nam nhi tốt không đối với nữ nhân, hãy để ta làm đối thủ của người đi. Giang Hà, ta muốn sống sánh và chiến đấu với cậu. Một con thú như cô, học người ta chứ cần chiến cái gì. Cô tướng cô là Emiyasaru. Cô mà ở đây chỉ tố làm quân trận quân tị của tôi thôi. Chiến trường phía dưới còn cô hơn. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không thua cô ở đây đâu. Chúng ta đã hẹn rồi, phải giành thắng lợi cuối cùng. Tôi hiểu rồi. Nếu như cậu dám chết ở đây để khiến nó trở về hiện thực, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Nếu như không phải ngày hôm đó người ly gián, thì nhi của ta cũng sẽ không gặp chuyện sỉ nhục như vậy. Cái chết của Thiền Nhi, người cũng không thoát khỏi liên lý. Cái chết của Tôn Phụ Nhân, ta bày tỏ niềm thiên tiết vô hạn, tính cách hồng diệp bào ngược, vô thưởng, vô phạt. Tôi lo hắn đã phải đối lên người của hắn, nhưng tại sao lại khiến cho dân chúng trăm họ làm than? Chẳng lẽ người muốn thiên hạ đầy loạn vì cái chết của một người tôi ư? Ta chỉ muốn hoàn thành di nguyện của Thiền Nhi, thiên hạ đầy loạn thì liên quan gì tới ta? Không hổ là vô song võ tướng sau sức mạnh quỷ thần, đúng là giống hệt một con quái vật. Chết rồi, đây là chú em vàng không phải là đối thủ của tình đó. Anh Hổ cẩn thận, tôi của chúng ta là những binh lính sống vậy này. Anh Hổ hiền với chúng ta chỉ định tin tưởng Vàng Hà thôi. Cổ vị biến hồn tả tiền quần như quyến tịch. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Ngươi đúng là làm ta quá thất vọng rồi. Chịu chết đi. Chịu chết đi. Giải trừ trang bị. Cái gì? Đừng có xem thường trí tuệ con người chơi chứ. Cờ vị biến, tới được ta đánh trả rồi. Cờ vị biến, tiểu tật vàng trá. Vạn tiếng tề phát, phiên bản dành riêng cho Lữ Tiên Quận. Nghiệp quan trọng, không hổ là võ tướng đệ nhất thiên hạ vô song. Ngươi cũng không yếu, nói thật lòng, ta không chán ghét người, đáng tiếc kể cả hắn ta phải chết. Cứ tiếp tục cứng đối cứng thế này thì mình tuyệt đối không thể nào kiên trì được bao lâu nữa. Xem ra chỉ đành dùng chiêu đó thôi. Người đã không còn đường lùi nữa rồi, ngã xuống cho ta. Tin nhà ngươi, kế phải ngã xuống, là người mới đúng. Lại là một quỷ cớ này. Muốn chết thì cũng chết. Chết tiệt. Vạn Hà. Cái gì? Lữ Phụng Tiên và Vạn Hà đều lắm vào trạng thái gần chết. Tại sao đã bước cho Lữ Phụng Tiên mạnh lên nhiều như vậy rồi mà vẫn chỉ có thể đánh ngang với tên đó? Người chị đó hoàn toàn là cái không thể lượng trước được ạ. Không sao, tăng thêm cho Lữ Phụng Tiên thêm một điểm giá trị sinh mệnh. Ông chủ à, chúng ta không thể tiếp tục bí mật thay đổi trình tự như vậy được. Mau đi, lẽ nào cậu cũng muốn bị đuổi hả? À, tôi đi ngay, đi ngay. Vậy ta còn chưa chết. Ta còn chưa chết sao? Xem ra là trời phù Lữ Phụng Tiên ta, ngài giúp ta không chết trận tại đây. Cả tử sĩ, đi sử dụng vốn thì thi thể của tên kia ra cho ta. À. Còn sầu gì ảnh hưởng tới trò chơi này, cuối cùng đã bị lôi bỏ hoàn toàn rồi. Không xong rồi, khó dữ liệu đã xảy ra sai lầm nghiêm trọng rồi. Chuyện gì? Lập trình viên bị ngài đuổi việc lần trước, có vẻ như anh ta đã để lại một đoạn cô gì ẩn ở trong phụ bản lần này. Chỉ còn người chơi đạt tới điều kiện là có thể kích hoạt thành tàu ẩn nào đó. Tôi đã cống hiến cho công ty nhiều năm như vậy mà ông lại dám đuổi việc tôi như thế. Tôi sẽ cho cái người thấy cơn giận của lập trình viên là như thế nào. Giảng Hà, cái tên này anh ta sẽ không chết đi đơn giản như vậy chứ. Bá nghiệp của ta đã sắp hoàn thành rồi. Trong lứa thành ở thành Lê Dương, giá trị lòng giận còn tăng 347 điểm, tăng 322 điểm. Cầu xin trời phù hộ cho Vạn Thành chủ Khải Hoàng trở về. Vạn tướng quân yêu dần như con, ngài nhất định phải giành lấy chiến thắng. Giá trị lòng giận tăng 415 điểm, tăng 298 điểm. Và đại ca nhất định không thể thua. Lão đại ạ, ngài không thể chết được. Giá trị lòng giận 363, 319 điểm. Hãy để cho chúng ta lại được nhìn thấy cái đám lồng ngực ánh lấp lánh kia của ngài đi mà. Vậy, độ kiếp. Người chơi Vạn Hà giá trị lòng giận đạt được 10.000 điểm, nhận được thành tộc ẩn Vạn Dân Đồng Lòng, thành lòng giả thế, được một tứ thánh thú trồng thanh long ban thượng. Sự kính trọng và yêu mến của Vạn Dân dành cho ngươi đã làm tất cả hành động. Hiện giờ ta sẽ chữa thường cho người, đồng thời ban thưởng thành lòng giác, mong rằng ngươi sẽ không phụ dần chúng, quét sạch yêu ma. Như vậy xem ra di vật của Tư Thanh Thú mình đều đã thu thập đủ rồi. Đây là Tư Thánh Ngọc Bích đầu uy hiếm 5 S. Hiệu quả lên vật ngừng tụ sức mạnh của Tứ Thanh Thú. Người sử dụng của mỗi kỳ tiêu hào 10.000 điểm tích thì sẽ nhận được một trong 4 loại sức mạnh thánh thú phù thể có hiệu quả vĩnh viễn. Đạo cụ này ràng buộc vĩnh viễn. Tiêu hào 10.000 điểm tích à, kết hoạt thành lòng biến. Không thể nào, chuyện này nó không thể nào. Thường tới Lỡ Tướng Quân chiến tiếp không bớt giá thần lộng quỷ, chám quỷ thần, phá ma thương. Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng chiêu thức ta vừa nghiên cứu ra. Thiên thường thiên hạ vô tấn sông lôi trang. Chờ chơi được kết thúc rồi. Dù cho ta cơ thể ta đang tan biến, nỗi hận của ta sẽ vĩnh viễn không tiêu tan. Cho tướng hộ sự làng Lữ Bố Phụng Tiên tử vong. Tôi mỗi người chơi tham gia thảo phạt mỗi người thưởng 2.000 tích điểm, lập tức nhận được cơ hội lên cấp. À, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Mấy ngày sau, sơ cành đàn lớn liên quan tới tập đoàn Goldwyn, chủ tịch hiện tại đã bị người nặc danh tố cáo đã tự ý thay đổi dữ liệu về đấu cốt. Sau khi hội đồng cổ đông mở ra cuộc họp đã quyết định cách chức ông ấy. Cách chức tôi sẽ là lựa chọn sai lầm lớn nhất mà tập đoàn Goldwyn đã từng làm. Mình nói mà, tại sao trong trò chơi lại xuất hiện nhiều nội dung vốn dĩ không có như thế? Quả nhiên có người chơi mình ở phía sau. Anh đẹp trai, em chú ý đến anh rất lâu rồi. Em có thể mời anh uống một ly không? Cô anh xinh đẹp à, mời tôi uống rượu à? Đương nhiên, tôi không thể từ chối rồi. Uống một hơi hốt chỗ này có thường nhé. Vậy thì cô em tiêu rồi, tôi là người ngàn ly không say đấy. 2 ngày trước, tôi muốn nhìn thấy kẻ này ở trong vòng đấu tiếp theo nữa. Cô biết nên thế là làm thế nào rồi chưa? Đội viên chiến đội Lăng Thiên Tommy Giang Hà, đây không phải là tuyển thủ cúc rất nổi tiếng gần đây đó sao? Sao nào? Đội trưởng chẳng lẽ phải lo sợ cậu ta sẽ gây ý hiếp cho anh ấy ư? Đội trưởng chiến đội Lăng Thiên Từ Thiên Lần, tôi chỉ muốn biết, muốn giảm bớt phiền tôi không cần thêm mà thôi. Giờ theo kết quả tin toán của Sở Lạc thì vòng đấu tiếp theo xác suất chúng ta gặp phải hắn rất lớn. Đội trưởng à, người ta chỉ biết chơi game. Chuyện này thì đối với người ta mà nói có hơi khó. Chuyện vật này đối với Tommy Nhi hòa thủy với Airbox mà nói thì hắn là phải dở như trời bàn tay mới đúng. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, là cái giá cô tuyệt đối không thể từ chối. Đội trưởng vẫn hiểu tôi nhất, yên tâm đi. Đừng nói là giải đấu cốt, tôi chỉ khiến hắn phải lùi ra khỏi thế giới thể thao điện tử. Chỉ cần cậu uống viên kích thích này vào thì tối nay cậu chỉ mặc cho tôi hành động thôi. Tommy Nhi trước khi sống lại thì tôi đã được lệnh giáo sự lợi hại của cô rồi. Có bên này tôi thấy 8 phần là có thèm thuốc rồi. À, cô có uống sạch rồi. Sao cậu có ý kiến à? Rõ ràng để hẹn gặp tôi đây, thế mà lại đi uống bia với cô gái khác. Chưa tiệt là Lâm Tẩm, sao á lại ở đây được? Tên này tôi đã đưa đi, cô gái à? Cô tự một mình thì hơn đấy. Dạ đời đặt chuyện đó, đâu. Nửa đường lại nhảy ra một nhân vật phá bệnh. Kế hoạch thất bại, đáng tiếc viên kích thích mình đã trả giá cao. Mua lại được bia kia uống sạch rồi. Ui, kỳ lạ sao choáng đầu thế này. Tớ lượng của tôi không tệ đến nỗi này mới đúng chưa? Hồi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ. Ấy, uống cái chút vậy đã say rồi, cô cũng kém quá rồi đấy. Xem ra cốc bia vừa rồi đúng là có vấn đề. Nhưng mà với tính cách của Tommy Nhi, cô ta tuyệt đối sẽ không chịu dừng lại ở đây đâu. Ấy, nói đùa, tôi siêu mạnh luôn đó. Tôi vừa đặt phòng số 4, số 8 tại khách và sang đế hào. Tối nay để tôi xem cô mánh đến mức nào đây nhỉ? Không được, đã làm lào thì phải theo lào vậy. Ồ, tôi soạn ý có phải không? Chỗ tôi có một tiền sông dẻo. Tiền thủ ác cho bài cốt vạn hạ chú sĩ nữ sinh ở quán bà hiện tại đang ở phòng số 4, số 8 khách sạn Đế Hào. Dòng tin này nhất định sẽ trở thành tin đầu đề. Khách sạn Đế Hào 4, số 8. Tối nay anh nhất định phải giải phóng trà sướng. Đáng ghét, đứa có vô vẻ như vậy thế mà. Ngài Vạn Hà, xin lỗi, tại sao ngài lại tới quán bà chú sĩ nữ sinh, dở tới khách sạn? Chẳng lẽ ngài không muốn sống nữa hay sao? Ngài Vạn Hà, để tôi tới, đừng gạt tôi phải chụp rõ nét từng chân tơ kẻ tóc. Đi đã, người này không phải là Vạn Hà. Dốt của các người đang làm cái gì? Cậu CEO Gomon, kia đám bà gì đó. Giờ hắn lại đã xông vào phòng ở khách sạn Đế Hòa rồi nhỉ? Giờ họ cũng kiếp máu ta tôi xuống. Chuyện này thì không được rồi. Giờ cô đang mơ màng, nhớ bị người ta sờ soạn thì phải làm sao? Tôi phải bảo vệ cô thật tốt. Tại cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy. Cô có biết không, tôi đã từng mơ thấy một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy chúng ta đã phải cùng trải qua rất nhiều chuyện. Mỗi lần tôi gặp phải nguy hiểm thì cô đều sẽ tới bảo vệ tôi. Cho nên từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã thề rằng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải bảo vệ cô thật tốt. Chắc là cậu nói câu này với rất nhiều cô gái rồi nhỉ? Làm gì có. Vậy thì tôi định tin tưởng cậu một lần. Suy cho cùng thì nhà tôi vẫn an toàn hơn. Nghĩ xem đi, ngày mai cậu phải đi thì đâu nữa? Giang Hà, đừng đi. Thế này không tốt lắm đâu. phiên phức rồi, nhất định là thứ thuốc tô mì bỏ nhị. Bỏ trong cốc bia đã phát huy tác dụng rồi. Tờ này ở lại với tôi có được không? Kỳ địch làm cầm thú còn tốt hơn là không bằng cầm thú mà. Chàng Hà, tôi vừa nhận được tin tức hình như có một đám bà gì muốn lấy được ảnh nóng của anh và anh. Chàng Hà, anh lại... Chuyện không phải như cô đang nghĩ đâu. Chàng Hà từng khốn kiếp với anh. Mà đừng mà. Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ làm sẽ giờ tôi chăm sóc tới biến thái nhà anh. Tôi xét lại bản thân cho tốt đi. Đúng là bỏ tay với cái tên này. Bữa đêm này có em ở lại đây cùng chị là được rồi. Đừng mà. Anh nghĩ các cô không xả chữ. Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đúng rồi, sao hôm qua anh lại phát hiện ra mơ cớ của tụi Mini? Tụi Mini là đội viên của chiến đội Lan Thiên. Đội trưởng Tự Thiên Lần của bọn họ là một kẻ lắm mơ nhiều kế. Cái chuyện chế tạo sự cạnh đàn khiến cho đối thủ không chiến mà bại này cũng phải là lần đầu tiên hắn ra tay làm. Có điều cái đám bì già gì đó cũng không quay về tay không nhỉ? Tôi biết cái tên Thiên Lần này ở vòng đầu trước hắn ta không mất cùng một chiến khu với chúng ta. Nhưng mà nghe nói hắn đã dùng chiến thuật coi dân thường là mồi nhử để giành chiến thắng. Hắn giàn trá, tôi còn giàn trá hơn hắn. Muốn gì tôi? Hắn còn non lắm. Từ Thiên Lâm, tốt nhất là mày nên tự cầu phúc đừng gặp phải tao trong vòng đầu tới. Phía đông đại lục, đấu linh thôn Trần Tiền. Nội dung của vòng đấu này là gì đây? Cái gì? Cũng được, tóm lại là mau bắt đầu đi chứ. Tôi muốn sử dụng kỹ năng tôi mới nhận được từ vòng đấu trước lắm rồi. Cái đám ngốc này. Trong vòng đấu 4 thứ tự, cô giải đấu đại chiến đấu linh, thì những năng lực của trang bị nhận được từ những vòng đấu trước đó với các bạn đều không thể sử dụng được nữa. Giang Hà, tới điểm hiện giờ là 7.128. Chào các bạn người chơi thần mến, lâu rồi không gặp. Tôi đó là người tiếp tục giới thiệu quy tắc của vòng đấu này cho các bạn. Chiến khu hiện tại của các bạn đang đứng là số hiệu 132. 132 nằm ở khu tổng số 1.000 chiến khu. Vương Bách Thúc Quỳnh đóng cổng rồi sao? Sao lại mi ra ngoài nữa rồi? Tây MC này đã chữa khỏi bệnh cận thị của tôi vì tôi đã mù luôn rồi. Trên thực tế là do trước tập đoàn đã nhận được một ít khiếu nại của người chơi để giúp cho cộng đồng game thủ có được một trải nghiệm game tốt hơn. Tôi chỉ xuất hiện trước mặt các bạn với một diện mạo hoàn toàn mới, biến hình theo diện mới mà vào sự tinh diệu đen. Chỉ nói là được phục vụ người chơi. Hả? Coi vào diện bikini bãi biển hay không? Thế còn được đấy. Có người tới thành thật lắm. Coi cho tôi xem ít thì tôi sẽ chơi game của cô. Cái đám người chơi này dễ dàng thô mãn tờ đấy. Đằng sau nồi và sờ thiếu nữ xinh đẹp này chẳng phải là con tin đó hay sao? Chuyện này không nên chậm trễ. Đền sẽ giải thích bị tắc vòng đấu cho mọi người nhé. Trò chơi lần này mang tên đại chiến đấu linh. Đấu linh chính là sinh vật kỳ lạ sinh sống ở trên đại lục đấu linh. Cái này bọn tôi chính là có muôn vàng hình thái khác nhau, đồng thời sẽ sở hữu những năng lực khác nhau. Còn người nghiệp huấn luyện đấu linh tiến hành chiến đấu được gọi là đấu linh sư. Cũng chính là những người chơi đang đứng tại đây. Xin hỏi điều kiện để chiến thắng vòng đấu này là gì? Người chơi trong chiến khu này sẽ bị phân tán tới vô số thôn tân thủ, rồi bắt đầu xuất phát từ thôn tân thủ này, dọc đường không ngừng thu thập đấu linh tới được thành thị đấu linh tại trung tâm của bản đồ trong thời gian quy định. Tham gia tại đại chiến đấu linh, 50 người chơi xếp hạng đấu linh sẽ được nhận làm tư cách linh cốt. Tiền thể nhất luồng thu phục đấu linh không hạn chế số lượng, nhưng mà ít nhất thì cũng phải có 5 đấu linh mới có tư cách tham gia đại chiến đấu linh. Nếu như ngay cả 5 đấu linh cũng không thu phục được, vậy thì hoàn toàn không thể lên cấp rồi. Thế thì có gì khó. Một bố ông đây là một con, đừng nói là 5 con. Tu phục 50 con cũng không thành vấn đề. Chuyện này là không thể nào. Trong vòng đấu lần này, toàn bộ năng lượng và trang bị mọi người chơi nhận được từ vòng trước sẽ không thể nào sử dụng được. Chỉ có thể sử dụng đấu lên tiến hành chiến đấu mà thôi. Vậy thì ảo thức của chúng tôi xây dựng từ 3 vòng đấu trước chẳng phải sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì hay sao? Không, các bạn có thể sử dụng tích điểm nhận được trước đó để đổi lấy một quả trứng đấu linh. Cấp bậc của đấu linh thì từ thấp tới cao, lần lượt từ cấp 1 tới cấp 7. Cấp bậc càng cao thì tư chất đấu linh sẽ càng cao. Những quả trứng đấu linh này sẽ có giá từ 1.000 tới 7.000 điểm tích lũy. Trứng giá càng cao thì khả năng nở trứng đấu linh sẽ càng có bậc cao. Thế nên 1.000 điểm tích lũy cũng không có thì phải làm sao? Qua 3 vòng đấu rồi mà ngay cả 1.000 điểm tích lũy cũng không có, tôi thấy bạn nên trực tiếp rút luôn đi thì hơn. Sao lại như thế? Mọi người có nửa tiếng đồng hồ để quyết định mùa trứng đấu linh cấp bậc cao. Xin hãy mau chóng đưa ra quyết định. Chết tiệt mà, nên mua trứng giá nào đây? Tôi rút 10 lần cũng không được một lần trong thưởng. Ê là dù có mua trứng giá cao thì cũng không nở ra được đấu linh nào có lì hài đâu. Cho tôi một quả trứng đắt nhất đi. Ôi đây không phải là Vạn Hà sao? Ở vòng đấu trước thì hắn ta đã biến thần thành hình thái thành lòng. Ngay cả Lữ Phụng Tiền cũng có thể làm thịt. Có lẽ có gì đáng sợ chứ? Vòng đấu này chỉ có thể dùng đấu linh chiến đấu. Hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng vô ích. Ôi sao lại là bạn? Phải nói trước đi nha. Trứng giá cao thì cũng chưa chắc có thể nở ra linh cấp bậc cao đâu. À không sao đâu, dù sao cũng chỉ có 7.000 tích điểm mà thôi. Chẳng lẽ các người đến 7.000 tích điểm cũng không có sao? Các người đến 7.000 tích điểm cũng không có ư? Các người đến 7.000 tích điểm cũng không có ư? Bây giờ tức quá. Nhiều tích điểm thì giỏi lắm hay sao? Khoe có cái gì chứ? À đừng nóng đừng nóng. Nhiều tích điểm đương nhiên là giỏi rồi. Để tôi rút được đấu linh cấp 7 cho mấy người xem. Trấn cấp 7 mà bạn đệ của bạn đây. Quyền giải thích xác suất cuối cùng thuộc về ban tổ chức cô. Tích điểm còn là 128. Không biết sẽ rút ra được đấu linh đi lời hại đây. Là cuồng diễm phi long hay là bằng sườn phượng hoàng? Thật là mong đợi. Chuyện gì thế này? Màu xanh truyền thuyết. Rút quả trứng cũng làm rầm rộ. Không hổ là người chơi nạp tiền. À không biết có nở ra thần thú gì là hay không đây? Ôi chẳng lẽ là thần thú thế nhịp trùng 1 sao, khả năng nhả tơ cường lực 7 sao. Ai báo rầm màu? Bây giờ chịu báo ứng rồi đấy. Tôi còn tưởng là thần thú gì cứ tì ra là một con sâu. Ôi quả trứng cấp cao nhất nữa ra cấp đấu linh cấp thấp nhất. Ôi giờ thiệt là. Ôi đau lòng nhé nhóc con. Đấu linh thực sự lợi hại, chứ dù là sử dụng đấu linh như thế nào thì đâu có thể phát huy được thực lực tuyệt đối. Dù nhóc chỉ là một con sâu, nhưng anh cũng có thể biến nhóc thành một con rồng. Sau này anh sẽ gọi nhóc là Tiểu Thành. Xác suất để trứng cấp cao nở ra ấu linh cấp thấp là cực kỳ thấp. Xem ra người chơi này đã hấp thụ phần lớn vận đen. Trong những quả trứng tiếp theo nhất định đều là đấu linh lợi hại. Cho tôi một quả cấp 2. Cho tôi một quả cấp 3 đi. Nói ra một đấu linh lợi hại tức chất cho thằng hay là màu kia luôn. Tôi một quả cấp 1. Aha, là bạch vũ ấu hổ 2 sao. Của tôi là kiến bướm 3 sao. Vòng đấu lần này đi theo quy tắc loại bỏ. Bất cứ người chơi nào cũng có thể trở thành kẻ địch của mình. Mình nên chuộng trước thì hơn. Đi đã, là màu xong rồi đình trời à. Nào có chuyện gì dễ dàng như thế. Tên này quá lợi hại, chứ bạn chúng ta nhận lúc hắn còn yếu thì lấy mà hắn luôn. Dòng đấu này chỉ có thể dùng đấu linh chiến đấu. Tên này chỉ có con sầu chết giống thì hắn chết chắc rồi. Ồ, chẳng lẽ các người tưởng rằng tôi chỉ có một con sầu thì chỉ không đối phó lại với các người sao? Năm đó Satoshi có thể đến bại cả một địa chế chỉ nhờ vào một con chuột điện. Vậy thì hôm nay Vãn Hà tôi solo với toàn bộ các người thì cũng không thành vấn đề. Tuy rằng không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng mà hẳn mình có thể dùng linh tức của thành lòng để tăng cường sức mạnh của đấu linh. Tao có thể rơi bốt thằng này không? Tức quá mà. Giữa tà tiền bạch nhật lại dám làm cái chuyện vô sĩ như vậy. Không hổ là mì mà. Thánh diệp trùng không được sập ra rồi. Đi nào nhả tới cường lực. Ôi đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ghi lạ tại sao lại không dễ ra được? Ôi buồn nôn quá. Đã không thể bắn ra được chút nào nữa rồi. Buộc ông buông ta ra. Chờ tí sao lại chặt cái gì chứ? Đây là đấu linh cấp 1 ư? Tại sao thánh diệp trùng lại sử dụng kỹ năng? Mình lại thấy hao tổn tinh lực. Chẳng lẽ thánh diệp trùng đã hấp thụ sức mạnh trong cơ thể của mình, cho nên mới có thể phát huy được thực lực vượt qua đấu tinh cấp 1 sao ư? Bà Địa nghĩ những chuyện khó hiểu này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là nên trừng phạt cái đám đầu đường sở chợ các người thế nào đây nhỉ? À đừng mà lại thiều, ui tại sao lại nói lại chứ cái tên đoạn này. Cháy lên đi, tình yêu của anh. Tiêu diệt người trời nhận được 100 điểm tích điểm x10. Vọt và lắm mới lội tới cái màn này, chọc vào tôi thì đáng tiếc cho mấy người rồi. Phong họ trong núi, ôi chắc chắn là ngồi tù. Cái tên nhãi kia đừng có chạy. Là ba à, đằng kia có cô gái đẹp kìa. Đâu cơ? Ôi chuồn thôi. Tây thôn sơ. Đội trưởng chiến đội là Thiền Tử Thiền Lần. Giải quyết xong cả chừa. Thích không thường 4 sao. Kế sách của đội trưởng quả nhiên lợi hại. Đầu tiên là kích thích những người chơi này nội chiến. Sau đó thì trai cò đánh nhầu người ông đắc lợi. Một lưới bắt hết tất cả. Vòng đất lần này người chơi không hề quan trọng. Đấu linh mới là điểm mấu chốt. Chỉ còn sở hữu được đấu linh có bậc cao thì giành chiến thắng là chuyện dễ như trở hấp bàn tay. Đấu linh của những người chơi này, những con từ 3 sao trở lên, giữ lại toàn bộ. Đội trưởng à, những đấu linh này đều là do người chơi bị loại bỏ lại. Theo lý mà nói thì chúng ta không thể thu phục nó mà đúng chưa? Không thử thì sao biết. Ngay cả chim ưng của tôi cũng có thuần, huống hồ là mấy cái con đấu linh. Nói đó như vậy thì những con đấu linh nhỏ yếu từ 3 sao trở xuống cứ thả đi thôi. Không, đấu linh từ 3 sao trở xuống toàn bộ diệt hết. Có cần thiết phải làm như vậy không? Bọn chúng có thể tạo thành uy hiếp gì đối với chúng ta chưa? Tôi Minh Nhi, bất cứ sơ suất nhỏ bé nào cũng có thể dẫn tới thất bại. Cô là đội viên đắc lực nhất của tôi, chẳng lẽ có mềm lòng ư? Sao có thể? Những con đấu linh kia chẳng qua chỉ là một đám dữ liệu không có sinh mạng mà thôi. Giờ tôi sẽ đi giải quyết chúng ngay. Ký lộ nhé, bọn mì muốn trách thì phải trách bọn mì quá yếu. Giờ cho mày để tam vị. Quả nhiên mình không có hứng thú bắt nạt đám nhấp nhà yếu này. Trêu chào đối thủ lợi hại hơn mới thú vị hơn chưa? Vâng hà, mong rằng cậu sẽ ở trong chiến khu này. Quả giữ 2 sao. Trông kế rồi. Thiên la địa võng. Kiết. Người chết vì tiền, chim chết vì mọi. Ra ngồi kiếm ăn sớm muộn gì cũng phải trả giá thôi. Cánh gà nướng này tôi thích ăn nhất đấy. Tiêu Thành à, nhóc có còng lớn lao nhất, ăn cái đùi gà này. Hồi cố với làm nhân vật chính thì thật phiền phức. Ngay cả cái cánh gà chưa gặm xong cũng phải đi làm anh hùng cơm mỹ nhân rồi. Du hầu 3 sao. Các người đừng có qua đây. Còn nhóc bà bán đêm đi một mình như hiềm lầm đi. Có muốn đi cùng một anh hay không? Âm thanh gì thế? Yahoo! Trời giáng chính nghĩa. Tiếng động như trời giáng, lớn sang sáng như trăng. Ôi anh yêu, không ngờ em lại gặp được anh ở đây. Thì ra cô à, Aleda, không ngờ chúng ta lại ở cùng một chiến khu. Golem màu xế xác gấu lình của hai kẻ này cho ta. Phùng tờ Tiểu Thanh. Ý? Hả? Nè, lúc này nhóc đừng có ức xích như vậy chứ. Đừng tổn thương đấu linh của tôi. Đừng có qua đó. Đây là bây giờ. Ui cái đệt nhà nó. Ê, mèo. Tình cờ bắp trang thái hợp thở 5 sao. Đây là quái vật gì vậy? Kẻ thù quá mạnh rồi, chúng ta rút lui. Giết chết người chơi nhận được 100 tích điểm. Aleta không ngờ đấu đình của cô lính ngộ được lấy hớp thở tiến hóa. Aleta, tôi là Văn Hà đây nè. Cô không nhận ra tôi sao? Chết mờ rồi. Chẳng lẽ biến hình xong mất trí luôn sao? À dạ, thấy tiêu rồi. À dạ, được rồi. Cô mà dùng lực thấm lực nữa thì HP của tôi chắc sẽ càng giàu đấy. Chi đi. Ôi đừng có mà nhìn. Cô mày, em có mang theo quần áo dự phòng. Cái điều rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em bỗng dưng lại hợp thể với khí vô vô chưa? Nếu như tôi đoán không lầm thì cái đó hẳn là hợp thể tiến hóa. Hợp thể tiến hóa có nghĩa là gì? Thông thường mà nói thì Đấu Linh chỉ còn tích lũy được một lượng kinh nghiệm chiến đấu nhất định là có thể tiến hóa tới hình thái mạnh hơn. Ví dụ như là dù hậu của cô, giai đoạn tiếp theo hắn là trình tù hậu 4 sao. Nhưng mà cũng có những trường hợp khác, khi thỏa mãn những điều kiện nào đó thì Đấu Linh có thể hợp thời tiến hóa như cô chủ nhân, trở thành hình thái đặc biệt. Vậy thì phải thỏa mãn điều kiện gì chứ? Chuyện này thì khó nói, có một vài Đấu Linh tự mang theo kỹ năng hợp thở. Có vài Đấu Linh cần tâm y tương thông với Đấu Linh sư, cô và Du Hầu. Chắc hẳn là thuộc loại thứ hai. Kỳ lạ, tại sao anh yêu lại biết nhiều hơn, còn em thì lại chẳng biết gì hết? Tổng tần thủ, chỉ có nam tần thủ sẽ giới thiệu cho cô biết một vài thiết lập cơ bản. Chẳng lẽ cô không biết ư? Thì ra là như vậy ư? Em vừa mới đón Du Hầu tới Tây thì đã lập tức rời khỏi tổng tần thủ đi mạo hiểm rồi. Chẳng nghe ngóng được quy tắc nào hết. Hả? Cốt mày là lết vô lừa, nếu không thì mình đã lố tay rồi. Nhưng mà không sao cả, chỉ còn đỡ cùng với Tiểu Hà Hà yêu quý của em thì em nhất định có thể thắng tới ván cuối cùng. Tôi cũng không lì hại như thế đâu. Âm thanh gì thế? Đáng sợ quá. Đồng chiến tháng chiến thú 4 sao. Cái thứ tờ lớn kia rốt cuộc là thế nào? Nó nhìn có vẻ rất lợi hại đó. Sau khi khu vực dạy ngồi bước vào buổi đêm thì rất có thể sẽ xuất hiện Đấu Linh hoàng hút giả hung dữ. Hiện giờ thì chúng đang mới ra khỏi tổng tần thủ, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tìm một nơi an toàn vào đêm trước đã. Đại vị thử 1 sao. Yêu Hà Hà, dọc đường đi anh vừa hai nắm vừa nhặt cỏ, anh định dùng chúng để nấu buổi tối ư? Những thứ này có thể là nguyên liệu tốt, có thể luyện chế ra không ít được thứ có ích, phòng ngừa trên hết mà. Chẳng lẽ hôm nay phải cắm trại ở ngoài trời ư? Em muốn ăn một bữa tối nóng hổi, muốn ngủ ở trên giường mềm mại cơ. Ôi cái địch, đúng là nhắc thứ gì thì tôi ấy đến mà. Ôi bọn mày của chúng ta tốt, hôm nay ở lại đây một buổi tối đi anh đi. Ở đây hoàng giả này tự dưng lôi ra một cái căn nhà gỗ, quá đáng nghi rồi, chứ biết chừng lòng cái bẫy đấy. Xin hỏi mấy người là ai? Không ngờ nơi này lại có một cô gái xinh đẹp như thế, quả nhiên rất khả nghi. Chỉ bằng chúng ta nên... chào cô. Tại nơi hoang vắng lẻo lánh này tôi không tìm thấy nơi nào để dừng chân. Chẳng hay tôi có thể tách thúc ở tại đây một đêm. Chỗ này chỉ còn có một chút cơm canh đạm bạc, đừng khách sáo nhé. Tí thường lại khách sáo quá rồi. Cô có thể cho chúng tôi tách thúc một đêm, chúng tôi vô cùng cảm kích rồi. Tôi thấy hai người đều mang theo Đấu Linh. Chẳng lẽ hai người là Đấu Linh xưa? Không sai, hiện tại hai người chúng tôi đang vừa đi du lịch, vừa thu phục những Đấu Linh mạnh mẽ. Chẳng lẽ là một cặp tình nhân Đấu Linh sư đang đi trên đường tường nghĩ tuần trang mật, thật khiến cho người khác hâm mộ mà. Ôi đã nghe hết nói như vậy người ta ngưỡng mộ chết à. Đúng rồi, tại sao tiểu từ Lời lại sống một mình ở trong căn nhà gỗ ở nơi hoang vắng như thế này vậy. Nếu đêm có đấu linh hùng dữ xuất hiện sẽ rất là nguy hiểm. Mẫu thân tôi qua đây từ lâu, phụ thân lại làm ăn buôn bán ở thành trấn lân cận, rất hiếm khi về nhà. Xung quanh căn nhà lại có trồng rất nhiều khô linh thảo, phát ra mùi hương lạnh, cho nên bình thường đấu linh sẽ không dễ dàng xuất hiện ở gần đây. Không ngờ cô lại đáng thương tới như vậy, thế mà chúng tôi còn nghi ngờ cô. Thật lòng xin lỗi cô nhé. À, không sao đâu. Sao vậy ngài Vạn Hà? Chẳng lẽ món ăn của tôi không hợp khẩu vị với ngài sao? Sao có thể chứ, tại nấu nướng của tiểu thư Ly thật sự quá tuyệt vời. Tôi chỉ là không nỡ ăn hết một hơi mà thôi. Trong nhà không có dư nhiều phòng khách, chờ lấy ra. Tony chỉ định lên chị thì ngủ cùng một phòng với tôi rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần có một nơi để ngủ thì tôi đã thấy rất thỏa mãn rồi. Chia lấy chi ngủ chứ vậy. Cánh gà cho thơm ai cánh gà. Tìm ra thuốc ngủ cho mình điều chứ cẩn thận quả nhiên rất ít. Rất nhanh thôi, mình chỉ có thể thu thập đủ DNA rồi. Nhưng lúc tôi ngủ say, các cô đang chơi cái trò gì thú vị vậy? Tại sao anh còn chưa ngủ? Rõ ràng tôi đã thấy anh ăn đồ ăn rồi mà. Liều thuốc ngủ đó chỉ là dùng mũi để ngửi tôi. Thôi tôi đã biết là có vấn đề. Tôi đã trộm nôn ra từ lâu rồi. Thì ra anh đã phát hiện ra từ sớm. Đấu linh sư, tôi chỉ muốn thu thập DNA của con người, không muốn làm tổn thương người khác. Tôi khuyên anh tốt nhất là không nên tự tìm đường chết. Xử lý miếng hình 4 sao. Tự tìm đường chết à? Nhóc con, cô nên chú ý thái độ nói chuyện của tôi đấy. Trà chiều bán mì, mật hoa trắng bịch. Dạ, những thứ này rốt cuộc là phồn tôm. 2 lần nữa tôi có thể lấp đầy cái thứ của cô luôn đấy. Tơ trắng của mình là bị tan chảy rồi. Cái loại kỹ năng của đấu linh cấp thấp như thế này hoàn toàn không có tác dụng với tôi đâu. Ồ thế sao? Có thể của tôi, tại sao lại thế này? Tơ sâu là nhờ những sợi tơ sâu của cô vừa mới làm tan chảy kia đấy. Thanh diệp trùng của tôi xấu đặt tên ẩn, có thể nhả tơ sâu ra. Có những thuộc tính khác nhau dựa vào đồ ăn nó ăn. Đây là nấm nhàm kết sở hữu thuộc tinh hóa đá. Cô họ tàn những sợi tơ sâu rồi mang thuộc tinh hóa đá này vào trong cơ thể. Không phải sẽ tự tìm đường chết hay sao? Lôi người các người thật là gian trá. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô. Chỉ cần cô đồng ý ký khế ước với tôi sẽ tha cho cô một mạng. Dù tôi có chết, dù toàn thân có bị đồng cứng, tôi cũng sẽ không làm đấu linh quanh. Nhập thể. Để đã, chẳng lẽ cô định... thế nào? Tôi biến thành đồng đội của anh cứ như thế này, hẳn là anh sẽ không dám. Anh lại... Loài người thật tàn nhẫn, ngay cả đồng đội của bản thân cũng nhẫn tâm ra tay được. Nhầm rồi, đây là trò chơi, chỉ còn đánh không chết thì không sao cả. Anh định làm cái gì? Đàn ghế, rốt cuộc là anh muốn thế nào? Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ngón ngón rời khỏi cơ thể Alice, sau đó thì đi cái khế ước với tôi sẽ tha cho cô. Tôi có thể trông mãi trong cơ thể cô gái này trừ khi anh giết chết cô ta, nếu không tôi chứ không rời khỏi cơ thể này đâu. Thật ra tôi đã phát hiện ra nhược điểm của cô từ lâu rồi. Bữa tối vừa rồi gần như là toàn bộ đều là đồ ngọt. Bởi vì nhược điểm của Slim Gecko chính là muối. Chỉ cần rã một ít muối lên người Alice thì bản thể của cô sẽ dần dần bị tàn chảy. Anh đừng hòng có dọa tôi. Trong vòng 100 dặm bên đi, anh đừng hòng lấy được nửa hạt muối. Không sao đâu, chiến đấu ác sẽ có đó thôi. Anh cởi quần áo làm cái gì? Cô sẽ biết ngay thôi. À thế nào, đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Đừng mà đau quá. Không có muối thì giờ nào. Bên trong mồ hôi của tôi cũng có muối đi nha. Không biết khi bàn tay đầy mồ hôi này áp vào cơ thể của cô, chuyện gì sẽ xảy ra ấy nhỉ? Tôi sai rồi, tôi đồng ý với anh là được chứ gì. Anh mau đi ra đi. Tôi giá sớm chút thì có phải tốt hơn hay không? Tôi hỏi nè, tại sao cô lại xây nhà gỗ ở đây, làm hại du khách chưa? Tôi chưa bao giờ làm hại bất cứ ai. Tôi chỉ là lén lút thu thập gì nè của những cô gái đó mà thôi. Thu thập những thứ đó để làm cái gì? Chẳng lẽ cô có thể khiến cho cô mạnh lên ư? Chỉ còn thu thập đủ đi nào tú thì tôi có thể biến hình thành các cô gái hoàn mỹ nhất. Tôi quen biết rất nhiều cô gái ưu tú. Nếu như cô đồng ý ký khế ước với tôi sẽ để cho cô thu thập đi nè của bọn họ thế nào. Có chị gái nào xinh đẹp không? Có chị gái nào thông minh không? Có chị gái nào mà dáng người nụt nụt không? Chắc là đều có. Chiều nhận là tôi đồng ý ký khế ước với ngài, trở thành đấu linh của ngài. Kỳ khơ nhé, sơ liếm biến hình. Sơ liếm biến hình 4 sao. Ôi, mình đã thu thập được sơ liếm biến hình rồi. Hôm sau. Cái gì? Cái gì mà sự tay cô lại là đấu linh? Hiện giờ tôi đã là đấu linh của chủ nhân rồi. Rất xin lỗi vì ngày hôm qua đã lừa chị. Mong rằng chị sẽ tha thứ cho tôi. Ôi tốt quá rồi, dù có là loài người cũng được, hay là đấu linh cũng thế. Có thêm một người thì bạn đồng hành luôn là chuyện tốt. Anh này chẳng phải cái cô đàn thân thiết hơn quá đại sao? Slayco là đấu linh của tôi đây. Không biết đâu anh nhiều, Alice muốn thu phục đấu linh lợi hại. Bản thân cô đã lợi hại lắm rồi. Hơn nữa người ta tối qua cùng mơ thấy anh, hình như là Tiếu Hà Hà anh còn treo lên giường của em, rồi chỉ rất nhiều mồ hôi nữa. Chuyện đó không phải mơ đâu. Giấc mơ thú vị ra phết nha. Nhưng mà hiện giờ không còn sớm nữa rồi. Chúng ta cũng nhanh chóng khởi hành đi hơn. Âm thanh này là...